Chào các bạn, thời tiết đẹp quá đúng không? Ơi chờ một chút, là do ta hay là mặt đất đang chuyển động vậy? Ồ, hãy cẩn thận, đó là một trận lở đất. Để ta kể cho các bạn nghe về thảm họa thiên nhiên này. Tiến vào nào. Khi phần trên của đất bị lệch khỏi các lớp dưới và di chuyển xuống dốc, nó được coi là một trận lở đất. Nó còn được gọi là trượt đất hoặc trượt bùn. Lở đất có thể do một số nguyên nhân. Có thể là những nguyên nhân tự nhiên như núi lửa phun trào, xói mòn đất và đôi khi lượng mưa lớn làm tăng độ lớn của trận lở đất. Ngay cả các hoạt động của con người như khai thác, chặt cây cũng làm tăng tính mỏng manh của đất và dễ bị sạt lở hơn. Một trong những lý do phổ biến nhất là lực hấp dẫn. Ừ thì, bất cứ cái gì lên cao đều phải rơi xuống do trọng lực phải không? Lở đất có thể di chuyển rất chậm, khoảng vài mm mỗi năm. Hoặc nó có thể nhanh chóng một cách kinh khủng, đôi khi hơn 160 km/h. Nếu các bạn đang sống trên một vùng đất bằng phẳng, không có đồi núi thì vẫn an toàn. Nhưng nếu các bạn đang sống ở đâu đó giữa những ngọn núi và trên một địa hình đồi núi thì các bạn của ta, các bạn có thể gặp rủi ro đó. Nhưng đừng lo lắng, các bạn luôn có thể chuẩn bị với một số bước đơn giản. Tránh xây nhà gần sườn dốc hoặc rìa núi. Tránh xa các đường thoát nước vì dòng nước làm tăng tốc độ sạt lở đất. Lở đất không chỉ xảy ra trên trái đất. Nhiều nhà khoa học tin rằng các hành tinh như sao Thủy, sao Hỏa và sao Kim cũng đã từng bị lở đất. Chào ôi, có vẻ như không an toàn ở đây các bạn à. Lở đất cũng có thể xảy ra dưới nước và chúng được gọi là sạt lở ngầm. Trận lở đất ở núi Hết là trận lở đất lớn nhất từng được ghi nhận, đã xảy ra cách đây 50 triệu năm. Ta đi đây.